chào quý vị và bà con nông dân. Thời điểm hiện nay, các vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang trong giai đoạn cuối kỳ ra hoa. Thế nhưng thời tiết thất thường khiến tiêu bị rụng hoa hàng loạt, có vườn gần như rụng gần hết. Dự báo nguy cơ mất mùa tiêu là rất cao. Theo chia sẻ của bà con, trong vụ tiêu năm nay, nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn đã ảnh hưởng đến giai đoạn phân hóa mầm hoa. Theo nguyên tắc, trong giai đoạn này, để ra hoa đậu trái đạt năng suất, người trồng phải tiến hành phương pháp hãm nước trong thời gian từ 30 đến 45 ngày để cây tiêu tập trung chất dinh dưỡng cho quá trình ra hoa. Nhưng qua giai đoạn hãm nước thì cây cần được cung cấp nước đầy đủ để bung hoa. Thế nhưng đầu hè năm nay thì cây tiêu lại gặp phải thời tiết nắng gắt kéo dài, lượng mưa thì lại quá ít khiến cây bị sốc nhiệt, hoa rụng hàng loạt. Tùy theo tình trạng của từng vườn, hiện nay có vườn rụng từ 30%, thậm chí là có vườn bị rụng hoa đến 80%. Theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh hiện nay là hơn 11.000 ha. Để bảo đảm năng suất và chất lượng cho cây tiêu, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần chọn giống tiêu tốt, khỏe, không bị bệnh, canh tác trên vùng đất thoát nước tốt trong mùa mưa. Xung quanh vườn tiêu nên đào mương thoát nước theo ô bàn cờ, chiều sâu từ 40 đến 50 cm. Nếu như mà đất dốc thì đào mương thoát nước theo hình xương cá. Đối với tiêu trồng trên đất vườn đã từng bị bệnh chết nhanh, chết chậm, cần được xử lý kỹ với vôi bột và thuốc bảo vệ thực vật. Bà con cần lưu ý làm tốt việc thoát nước cho vườn tiêu, bởi dự báo Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại. Thời điểm mưa chủ yếu là chiều tối và đêm, do đó bà con nông dân các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Do có mưa nhiều nên tối và đêm mát mẻ, từ 19 đến 22 độ tại Tây Nguyên và 22 đến 24 độ tại Nam Bộ. Còn nhiệt độ trong ngày ở hai khu vực này cũng không cao. Tây Nguyên sẽ chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Tương tự khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận từ ngày mai sẽ có mưa rải rác về chiều tối, khiến nền nhiệt cao nhất nơi đây hạ về dưới 32 độ. Trong khi đó các khu vực phía Bắc đều chung trạng thái nắng ráo. Dự báo chi tiết từng vùng sẽ có trong phần cuối bản tin thời tiết nông vụ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.